Ngày 12 tháng 1, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí, nguyên là cán bộ viên chức của Đài. Năm 2022, cán bộ hưu trí của Đài thường xuyên quan tâm, theo dõi quá trình phát triển, trưởng thành của ngành phát thanh và truyền hình tỉnh và có những đóng góp, nhiều ý kiến tâm huyết, giúp Đài từng bước đổi mới nội dung chương trình phát thanh truyền hình. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thông báo về những kết quả mà Đài đã đạt được trong năm 2022. Trong đó đã bám sát định hướng tuyên truyền, phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chính xác các sự kiện, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế. Năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của đội ngũ hưu trí, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đáp ứng nhu cầu truyền tải thông tin tới công chúng.